Chào các bạn nhé, cứ rảnh rỗi là lại nắm trò. Em sẽ hướng dẫn cho các bác là cái cách tháo như vệ sinh cũng như là tra dầu mỡ cái quạt gió bao này. Nói chung là cái quạt gió bao này thì nhiều bác sử dụng thì nó là huyền thoại, pin cực trâu luôn, các bác bật quạt đôi khi chạy cả ngày. Đấy, cái dòng này là dòng đánh vào thị trường Việt Nam của gió bao nhé, dòng đầu tiên này. Để đầu đấy. Các bác tháo thì bác vặn con ốc ở sau này của nó ra. Trong sau này là có con ốc này. Đấy. Đấy. Trong quá trình tháo thì các bác trải nghiệm cái cơ cấu hoạt động cũng như là các cái vi mạch của nó để xem là trong của nó là nó cũng có những cái gì, tại sao nó lại bền như thế. Đấy, hàng hãng nó làm nó khác, các bạn nhìn là hai cục pin rất là hoành tráng luôn này, có cả số CD này. Đấy, pin nó làm hoành tráng, nặng lắm, cái này pin này nặng, pin nó phải hoành tráng thế này, hai cục hàng chuẩn đấy. Chúng em đánh giá là nó đây là pin, là pin chuẩn của nó đấy, pin xịn đấy chứ không phải pin đều. Còn cái phần mạch điều khiển nó thì nó cũng đơn giản, chả có cái gì. Đấy, cái này nó có các cái chân cắm này để rút ra được rồi. Đấy, các bác có thể rút ra được. Đấy. Nếu cái mạch này có khi là mai hỏng, đôi khi các bác mua ở trên Shopee, khi nó bán đấy, module này nó làm kiểu module. Những cái pin này mai chai thì các bác có thể là mua về bác tự lắp được, toàn là rắc cắm, rất là dễ. Trong này thì hết rồi, không có gì cả. Trong này thì có một cái miếng băng keo, thì cái miếng băng keo này là trước em đã dán vào rồi, thì em tra dầu, nên em dán vào để không cho dầu nó loang ra. Thì bây em tháo ra để chỉ cho các bác là các bác tra dầu nhé. Nói chung là dùng quạt nào thấy một thời gian các bác phải tra dầu vào, của bền tại người, không tự dưng nó chết được đâu các bạn. Đấy. Đấy, các bạn thấy chưa, ở trong này nó có một cái trục quay nữa này. Đấy, thì cứ dùng một thời gian là các bác nhớ là các bác nhỏ ít cho em ít dầu xe máy vào đây nhé. Đấy, sau khi bác nhỏ vào rồi thì bác dán cái bên băng dính kia vào để không cho nó dầu ra ngoài là được, rất đơn giản là đấy. Bác dùng miếng băng dính đen bác dán nó vào là ok, là các bác dùng rất là bền luôn. Cấu tạo rất đơn giản, chả có gì. Thế còn khi nếu mà các bác muốn vệ sinh cái cánh quạt này này, thì em hướng dẫn cho các bác cái tháo này. Nhiều bác đôi khi tháo cái miếng cái quạt này không biết tháo kiểu gì nữa. Đấy, thì bác cầm nhá, bác xoay theo chiều kim đồng hồ cho em. Đấy, xoay theo chiều kim đồng hồ cho em nhé. Nó nhấc ra. Đấy. Để em xem cái chỗ này là có còn tháo được nữa hay không. À, cái này là người ta gắn quạt, khả năng là người ta gắn xong người ta đổ keo quạt luôn. Chắc là cũng hơi khó tháo đấy. Nói chung tháo này cũng chả tháo cái gì, trong này chỉ có một cái motor thôi. Đấy, thì cái đầu trục ở đây rồi. Đây cũng không tháo nữa. Thì cái motor này thì cũng chả có cái gì để sửa chữa rồi. Đấy, cái quan này tháo rất đơn giản. Đấy, cái cấu nó thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Ở trên Shopee hàng hãng do bao nó bán thì có 200 mấy. Cuối video này em gửi cho đường link cho bác để các bác đặt hàng hãng của nó nhé. Cái loại này thì là siêu bền, em đánh giá là siêu bền. Bác nào mà mua mà dùng quạt cho trẻ nhỏ, trẻ con đấy, hoặc là trẻ con mà kéo xe lôi thì các bác sử dụng cái loại này thì ok, nó có 3 chế độ, rất là bền luôn, mà bền mà pin nó trâu đó, cái này pin trâu.